đến với lại khu vực Tokyo và chúng ta đến với lại ga Omotesando. Đây là một các bạn có thể nhìn quang cảnh xung quanh. Đây là một khu vực mà sầm uất nhất của Tokyo, là trung tâm của Tokyo. Với rất nhiều khu mua sắm cũng như là rất nhiều khu vui chơi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi đến trường xem như thế nào nhé, xin mời các bạn. Các bạn có thể nhìn thấy quang cảnh xung quanh đây có rất là nhiều các nhà hàng và các quán ăn nổi tiếng. Chính vì vậy mà công việc làm thêm của các bạn cũng rất là dễ dàng để có thể tìm kiếm được. Trường Aoyama được thành lập từ năm 1978. Và đến nay thì đã có rất là nhiều sinh viên đã tốt nghiệp ra trường và có những sinh viên hiện nay cũng đã đang làm việc tại những cái cơ quan, ví dụ như là làm việc ở đại sứ quán và làm việc những cái công ty rất là nổi tiếng của tại Nhật Bản. Với tổng số sinh viên Việt Nam tại trường hiện nay là 8 sinh viên và đa phần sinh viên của trường là sinh viên Hàn Quốc. Bắt đầu từ khóa tháng 4 sắp tới trở đi sẽ có khoảng 15 sinh viên cũng sẽ nhập học tại trường Aoyama. Với học phí 1 năm là 74 man, 740.000 yên là các bạn có thể được nhập học và học tại trường. Và tức là làm sao nhỉ? Ở trường ấy là nằm ở một nơi rất là trung tâm, rất là trung tâm của thủ đô, chính vì vậy mà rất là thuận tiện cho việc làm thêm. Có một số bạn là làm thêm ngay tại những cái nhà hàng ở bên cạnh trường luôn. Cho nên là sau khi tan học thì các bạn cũng sẽ có thể đến đấy và làm thêm ngay lập tức, chứ không phải là đi qua 1, 2, 3 hay là 4 ga nữa thì mới có thể làm được. Và còn một chút nữa là chúng ta đi đến trường rồi, xin mời các bạn nhé. Và bây giờ thì chúng ta cùng vào trong trường Học viện Giáo dục Quốc tế Aoyama xem thế nào nhé. Xin mời các bạn, chúng ta cùng đi vào đây. Ngay từ cửa ra vào thì các bạn có thể thấy là một không gian rất là sáng sủa. Ở đây là văn phòng của các giáo viên. Và ngay khu vực ở phía bên này các bạn có thể thấy là có rất là nhiều hoa, bởi vì các bạn học sinh vừa mới làm lễ tốt nghiệp xong. Và bây giờ thì chúng ta cùng đi vào bên trong một chút xem như thế nào nhé. Ngay ở đây các bạn thấy có rất nhiều là máy tính. Toàn bộ hệ thống máy tính này các bạn sinh viên có thể sử dụng miễn phí trong thời gian nghỉ hoặc là sau khi mà học xong. Đây là toàn bộ quang cảnh đô thị của trường. Các bạn có thể thấy là có rất nhiều bàn và các bạn có thể ngồi nghỉ ngơi hoặc là trò chuyện tại khu vực này. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi vào trong từ phòng xem như thế nào nhé. Đây là toàn bộ hành lang của trường. Và đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng vào trong phòng thư viện xem như thế nào, xin mời các bạn. Đây là toàn bộ quang cảnh của phòng thư viện. Ở đây có rất nhiều các sách, truyện, tài liệu phục vụ cho việc học tiếng Nhật của các bạn. Không chỉ các bạn không chỉ ở đây mà rất là đọc truyện, sách không, mà các bạn còn có thể mang bài tập vào đây và trong những cái thời gian. Căn phòng này rất là yên tĩnh cho nên trong các thời gian nghỉ thì các bạn có thể nghỉ ngơi và làm bài tập tại khu vực này. Chúng ta cùng vào thêm một phòng nữa. Và trên cái hành lang này thì các bạn có thể thấy là có rất nhiều những cái thông tin về các việc học chuyển tiếp lên đại học chuyên ngành hoặc là lên các trường cao học. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi đến một phòng học xem như thế nào nhé, xin mời các bạn. Và từ đây thì các bạn có thể quan sát được toàn bộ quang cảnh. Thank you.
Với một căn phòng rất là rộng và thoáng với đầy đủ các trang thiết bị để phục vụ cho việc giảng dạy thì các bạn hoàn toàn có thể yên tâm với việc giảng dạy cũng như là việc của các giáo viên cũng như là việc học tập của các bạn. Và bây giờ thì chúng ta cùng vào tham quan phòng ăn của trường. Đây là phòng ăn. Và ngoài các giờ, ví dụ như là giữa giờ các bạn có những bạn thì học cả buổi sáng và buổi chiều thì giữa buổi thì các bạn có thể vào đây. Và trong này có cả lò nước nóng cũng như là tủ lạnh hay là bình nước nóng, các bạn có thể ăn trưa tại khu vực này. Thực ra thì các bạn còn có thể thấy ở bên này, tức là còn có cả máy bán nước tự động vào trong phòng ăn nữa. Tiếp theo nữa là ở khu vực phía bên này còn có rất nhiều các tài liệu của các nước, ví dụ như là tài liệu các bạn có thể nhìn thấy ở đây, báo của Trung Quốc, Đài Loan hay là một số báo của Thái Lan. Hy vọng một ngày nào đấy sẽ có báo của Việt Nam cũng nằm tại khu vực này. Và đây là bảng tin làm thêm của trường. Các bạn thấy là có rất nhiều thông tin về việc làm thêm. Với những bạn đã có năng lực tiếng Nhật rồi thì các bạn có thể tự gọi điện đến đây và xin việc làm với mức lương trung bình là khoảng từ 1.000 đến 2.000. Và đây cũng là một cái bảng để giá những hình ảnh của các bạn sau khi mà các bạn đi du lịch cùng với lại trường. Rất là vui và thú vị. Tất cả những bảng này đều do các bạn sinh viên tự làm. Và cái đây nhìn giống như là một cái cây sakura nhìn cũng rất là đẹp. Cái cây này cũng do các bạn sinh viên, trong đó có cả sinh viên Việt Nam đã cùng làm ra. Còn đây là ảnh một nhóm ca sĩ rất là nổi tiếng của. Ngoài ra thì trường còn có phòng hút thuốc riêng dành cho các bạn học sinh. Các bạn học sinh sẽ hút thuốc tại trong phòng này chứ không được đứng ở hành lang hay là trong các lớp học của hút thuốc. Và đây là phòng y tế của trường. Khi các bạn cảm thấy mệt mỏi hay là như thế nào đấy thì các bạn sẽ đi vào nghỉ ngơi tại phòng đây. Và đây là giá để tài liệu. Tức là tài liệu này dành cho các bạn để chuyển tiếp lên các trường chuyên ngành, cao đẳng, đại học và các trường cao học. Các bạn có thể lấy ở đây để xem. Tuy nhiên là không được mang về nhà. Bảng tin về các phần học bổng. Tiếp theo ở đây là danh sách các bạn sinh viên đã được nhận học bổng. Và sắp tới thì cũng sẽ có một bạn của sang năm tiếp theo sẽ có một bạn sinh viên của Việt Nam cũng được nhận một phần học bổng. Và đây là một cái bảng tin rất là thú vị, tức là những bạn sinh viên sau khi mà làm bài thi về chụp ảnh, những bạn sinh viên sau khi mà các bạn có những cái bài chụp ảnh của riêng mình về tất cả các mùa, sau đó là các bạn cũng sẽ, tức là trong trường sẽ đưa lên và các bạn cũng sẽ nhận được một phần thưởng rất là thú vị.